mà hình cố bà thượng Tần An cũng đã làm xong rồi đó cô chú anh chị. Đây đây là đổ khuôn xong rồi đó, composite đó của mình đó. Thì cũng thơm mà quay một vòng chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Quá đẹp luôn đó mọi người. Thấy không? Đó, mọi người xem ha. Khoảng 70% rồi đó mọi người, chuẩn bị đổ khuôn rồi đó. Đó, sau lưng là cố và thượng Tần An đó mọi người, thấy không? Quá đẹp, cũng thơm cái review cho mọi người cùng xem. Bữa nay cô chuẩn bị tháo cái khuôn ra đó mọi người. Đó. Giờ thợ đang phá cái phần ngoài chuẩn bị tháo khuôn ra. 79 đang đổ khuôn cố và thượng Tần An đó mọi người. Hôm bữa thì không có lợi mà quay đổ mà áo của lớp composite được thì mới được lợi. Bồi một lớp composite lên đó mọi người. Rồi trộn một thùng sẵn rồi cô chú với anh chị. Tăng áo một lớp cho nó khô đó cô chú với anh chị rồi mới để cái lớp kia lên. Mới dán lớp này lên. À, thêm chút xăng nữa mọi người cho nó mau khô. Bị đỏ tiếp. Khô nè cô chú anh chị, mau ha, gáo rồi đó, mới có trên phút. Giai đoạn 2 khô keo là chuẩn bị đưa lớp màn nó lên đó cô chú anh chị mình. Giờ giai đoạn 2 chuẩn bị cô chú anh chị lắp thêm lớp sợi bố lên. Đó, bắt đầu để một lớp sợi bố lên rồi lắp lên vậy đó. Để đổ thêm một lớp nữa để nó thấm một chút anh chị, thấm rồi nó bám sát theo cái góc cạnh đồ cho nó mềm lại. Đó. Tưới một lớp đều rồi mới cho nó thấm bám sát cái phần tảnh gốc. Đó. Bây giờ nó thấm, bây giờ đang bấm cho nó thấm vô sát mấy cái ngóc ngách, mấy cái kẽ. Nó thấm nó sát từ từ đó cô. Nó bây giờ nó khô tề ra cho đều nè mọi người. Tề ra cho nó đều. Đó. Màu khô mà. Đó. Hai lớp đó mọi người. Xong hết rồi đó. Bây giờ chuẩn bị dậm cho nó đều.
Thằng nắng chứ ngọt. Tệ tất. Được bên đó cô chú anh chị. Giờ thấy bóng lửa đó. Cái phần lưng mà thấy được phân nữa đó cô chú anh chị. Giờ đang bầm ở phần đầu của cô chú anh chị chuẩn bị lấy ra nè. Lột ra phần mặt hết rồi. Đó, bây giờ lột ra phần mặt hết rồi. Càng ngày càng rõ lên nữa cô chú anh chị. Vậy ta sẽ là để quân an. Rút cùng đủ để quân an vậy ta. Cố và thượng chẳng hạn đó mọi người. Gần xong rồi đó cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Lát xong rồi rửa ra là bóng lưỡng luôn đó mọi người. Bây giờ xong khoảng 90% rồi. Mà hình cố bà thượng Tần An cũng đã làm xong rồi đó cô chú anh chị. Đây nè. Đây là đổ khuôn xong rồi đó, composite đó của mình đó. Thì cũng thơm mà quay một vòng chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Rồi khi xong hoàn thiện thì bắt đầu mới sơn lên màu áo hay là cái gì tóc đó cho nó đẹp. Thấy không? Quá đẹp luôn mọi người. Bây giờ đã chà xong rồi đó mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi chỗ này chút nữa bắt đầu giá thêm vô. Rồi Bụng Thơm cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình cũng đã đồng hành theo dõi Bụng Thơm TV. Bụng Thơm chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh Bụng Thơm TV tiếp nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.